Hello, xin chào các bạn nhé. Các bạn lại quay lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ quay lại với video như là phục hồi, hồi sinh điện thoại nhé. Và đây mình hôm nay mình có nhận được một chiếc điện thoại này, là kêu cậu cụ em coi như là bảo ở trong Hưng Yên, để Hưng Yên nhé, có gửi lên cho mình và đang bảo cậu ở đây, Phương Hữu Lộc này. Và hôm nay mình sẽ mở hộp này ra. Và em thì có bảo là em chỉ đi chạy lại phần mềm mà không active được điện thoại iPhone 6 Plus. Và hôm nay mình sẽ mở hộp cho các bạn xem, xem tình trạng không active được như thế nào. Trường hợp không active này mình thấy rất nhiều ở trên iPhone 6 vì 5S từ iOS 11 trở lên là lỗi không active được, là do mà bị máy sửa email hoặc cặp là không trùng nhau. Apple bây giờ bảo mật là rất cao đấy. Đây là gói rất cẩn thận. Đấy. Em vừa gửi là vừa mình nhờ vừa nhận được, mình vừa đi lấy xong lúc chiều nay. Đây. Này, nguồn thì em ấy vẫn đây. Còn chiếc con này thì vẫn người dùng cũng xấu xấu chút rồi. Và mình sẽ active xong em bảo là đây là email, mà sẽ email thì khá đẹp này, tứ bài này. Mình sẽ active vào trong xem là xem máy này không active được ở chỗ nào nhé. Và mình sẽ chọn ngôn ngữ tiếng Việt, mà đây chọn là vùng của Việt Nam. Và mình sẽ kết nối với wifi của nhà mình nhé. Đấy. Và bây giờ mình sẽ kết nối với wifi của nhà mình nhé. Đây wifi của nhà mình, để mình sẽ kết nối wifi nhà mình xem nào. Em không biết. Đấy, mình đang kết nối wifi đây. Em nó bảo là trường hợp không active được. Và mình active thử xem thế nào, có được không. Đấy, trường hợp là không thể kích hoạt iPhone này vì iPhone không thể kết nối với chủ. Trường hợp này mình sẽ thấy nhiều là máy đã sửa rồi nhé. Một là sửa wifi, hay là sửa ổ cứng. Nó sẽ mất cái thông tin ở trên wifi hoặc ổ cứng ấy, thì sẽ xảy ra cái lỗi không active này nhé. Và bây giờ mình sẽ tháo ra cho các bạn xem bên trong. Xem bên trong máy này đã sửa chưa. Em nó khẳng định với mình là chưa sửa chữa gì nhé. Và hôm nay mình sẽ đào bên trong xem là đã thay thế sửa chữa gì chưa. Các bạn thấy là không active được. Mình sẽ vặn ra. Và nếu mà đã bị sửa chữa rồi thì mai mình sẽ mua thông tin Bluetooth và Siri, và mình sẽ làm cho em ấy được trở về vị trí ban đầu. Và bây giờ mua thông tin thì cái này là khá đắt đấy. Và về phần làm này thì chắc chỉ bác phần cứng đời cao mới làm đấy nhá. Còn với thợ phọt phẹt không thể làm nữa. Thợ ve chai như mình chắc bó tay. Mình đầu tiên mình sẽ tháo thân pin này. Lồng màn hình thì lại không có nhé. Lồng màn hình ở khu này là không có nhé. Đây màn hình bằng zin, phản quang hơi xấu. Pin thì cũng xuống cấp rồi. Mền cũng chắc cũng có tình trạng, nhìn qua mình khả năng có tình trạng sửa. Và mình sẽ tháo ra cho các bạn xem bên trong là sửa chưa và không active được. Nếu một máy zin mà nguyên bản thì không active được vì thấy nó hơi vô lý. Bạn ấy bảo là chưa đi sửa lần nào. Mình thấy lạ lạ nên là em bạn cứ gửi về mình để mình xem. Đấy. iPhone thì các bạn cần hai con tua vít hoặc đến ba con tua vít, vít trụ nhé, vít trụ vít hai cạnh.
Đây mình sẽ lấy vít hai cạnh để bạn bóng trụ nhé. Giờ mình phải tháo rất từ từ, ta không đứt. Đấy. iPhone 6 lướt thì nó rất nhiều ốc khác nhau nhé. Chứ bây giờ mình vặn quen rồi là mình sẽ không thể lẫn ốc được. Hay là có lẫn thì chỉ sàng xê nhau một hay ít thôi. Không phải khẳng định mình dám chuẩn 100% được. Rồi và mình đã vận thành công, mình sẽ tháo ra. Xem phần bên dưới, phải tháo bên ra thì mình mới kiểm tra được phần bên dưới mình đã sửa chữa gì chứ nhé. Vâng, mình nhìn sơ cua qua thì máy này thì bên dưới thì chưa sửa gì nhé. Mà tại sao lại vẫn gọi tiếp được chứ? Đây này, các bạn để ý này, mình nhìn sơ cua qua thì máy chưa sửa chữa gì. Này, thường thường những cái iOS 11 trở lên thì mình thay thế con này này, hoặc thay thế con này này. Thì từ iOS 10 xuống thì các bạn chạy bình thường, từ iOS 11 lên thì các bạn không chạy được nhé. Đấy. Đây là ổ cứng này, đây là qua chiếc wifi này. Mình nhìn sơ cua thì máy này chưa sửa cái gì. Mai mình cũng vẫn phải đục ổ cứng này ra này. Để mình viết lại Bluetooth, địa chỉ Bluetooth và địa chỉ wifi cho ổ cứng. Để xem là có active được không nhé. Đấy. Còn ngày mai thì mình sẽ làm clip coi như là lúc sửa thì chắc là mình không thể làm clip cho các bạn. Thì sửa thì mất nhiều thời gian lắm. Còn cái clip mà mình active được lên thì mình sẽ làm cho các bạn nhé. Này. Đây là phần ổ cứng này, phần wifi này. Đây là phần sóng này, chip A này, A8 này, jack connect. Đấy các bạn nhìn đấy. Đấy một bên thiết kế là rất là iPhone rất nhỏ gọn và chắc chắn như này nhé. Nhưng mà nó chứa cả một cái vấn đề coi như là kỹ thuật ở trên cái này hết đấy nhé. Này các bạn nhìn bên rất sạch đẹp nhưng mà lại không active được đấy. Đây, phần đây là phần camera này. Đây là phần cáp sạc này, phần pin này, đây là anten wifi này. Đấy đây là cục rung nhé các bạn nhé. Đấy nói cho mình giá đấy, ví dụ như hỏng rung thì các bạn chỉ có thay rung rồi nhé. Đấy. Vâng và xin chào tất cả các bạn. Chắc mình cũng phải dừng clip ở đây. Còn mai mình sẽ khắc phục đầu ổ cứng thì mình sẽ quay lên cho các bạn xem nhé. Hãy tiếp cho các bạn xem nhé. Và xin chào tất cả các bạn ạ. Các bạn nhớ thấy kênh hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nhé.